chiến nhau nha. Hai con cái nha các bạn. Thua thua. Thua rồi các bạn. Nó cánh gươm. Lâu ngày không gặp nhau rồi các bạn. Chịu không nổi. Cái ghê không? Trận đấu rất hấp dẫn. Ghê không? Kinh khủng không? Các bạn thấy nó dữ không? Điều nó dữ lắm nha các bạn. Rồi thua thua thua. Rồi, mới chơi quất nhau luôn rồi. Heo rừng tắm tập 2 các bạn. Cực kỳ thích tắm nha. Heo là nó không có tiếng mồ hôi nha các bạn, nên nó làm mát bằng cách là dầm nước nha. Nên là nắng nóng là các bạn phải xịt nước tắm cho nó thường xuyên nha, chứ không là nó dễ bị bệnh đó các bạn. Nắng quá là nó bị mất nước là nó dễ sinh bệnh lắm á. Heo con và heo mẹ nha, bạn bơm nước cho nó tắm thường xuyên, ngày bạn tắm một lần cũng được. Rồi nó làm mát bằng cái việc tắm này đó. Mày leo hòn đá tắm luôn, ngồi hòn đá luôn, xịt cho mày chút rồi. Chạy tầm con này ngồi chùm hổm như chó đó mà. Rồi nó ngồi không? Ngồi trong hai chân như chó. Mày dữ lắm. Con này nãy là vô địch đây mà này. Đó. Con cái rạch này tuy nhỏ mà thanh ghê. Vô địch á, nghe cắn nhau cắn với ba bốn con rồi mà nó chiến thắng á, con nào thấy lại. Con này dạy nhi này, đó, cái con mà nước nó đang xịt vô nó này các bạn. Xịt cái miệng nó. Đấy. Nó dạy nhi á, giờ mệt rồi ngồi như chó. Còn kia chiến thắng. Em này bài trận đầu tiên này không dám lại tắm luôn, sợ cắn cho kém quá. Ủa kìa, nhà vô địch. Ghê. Anh kia đang tắm bỏ chạy luôn mà. Nhà vô địch lại rồi.
nào chơi với tao không, nào dám dành chỗ tắm với tao, mày có muốn không, mày có muốn đi chỗ khác, dừng chỗ ngon vị trí đẹp là cho tao. Đã nước xịt mát nằm im luôn ạ. Dưới kia nằm tiết dưới kia luôn à, nước chảy xuống như dòng suối á, đầm đã luôn, nằm luôn nước này, giờ tới chiều là nằm luôn ở đây luôn, như bà trâu, trâu sao nói vậy luôn. Mấy em nhỏ nhỏ xuống kia, đực xuống kia luôn. Mà xuống tắm mới sợ vậy mày. Cắn giờ nó cắn nữa đâu mà sợ. Nhập rồi đứng dậy được kìa. Mày có thấy tao ngay chỗ khác cho tao tắm. Ngay chỗ khác cho tao tắm. Ô, nhập địch lại thua rồi. Con này chín lại ngôi rồi. Đu đu đu. Gheo, đi giữ gheo kìa. Làm lại con này phát nữa. Sợ được rồi. Rồi, chính thức xong hôm nay vô địch. Hôm nay nãy thua mà giờ cút lại được rồi. Thôi. Chào các bạn clip tắm heo nha. Tiếp tục trận chiến nữa các bạn ơi. Sợ rồi.